Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Có ai đang để ý bạn không? Nếu có, họ là ai? Đây là một cái video chọn tụ bài Tarot. Các bạn sẽ chọn một tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Vì thông điệp của mỗi tụ bài có rất nhiều, và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Hy vọng các bạn tiếp cận trái bài một cách tích cực nhất, phù hợp với năng lượng của mình. Và sau đây các bạn có 3 tụ bài, các bạn chọn một trong 3 tụ bài này nhé. Mình sẽ đếm từ 10 tới 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và đối tượng xem trải bài là các bạn đang thắc mắc không biết có ai đang để ý đến bạn hay không. Có thể là một người mới hoặc là người cũ, hoặc là một cái anh chàng kế bên nhà hay là cô bé hàng xóm. Sau đây là trải bài của các bạn. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 1. Và trong trải bài các bạn có lá bài sau đây. Đầu tiên là các bạn có lá 9 gậy. Kế tiếp nữa là các bạn có lá 3 tiền. Và lá bài cuối cùng đó chính là Ace of Pentacles. Trong một trải bài Tarot mà cái lá bài 9 gậy xuất hiện, đây là một cái thời điểm các bạn vừa trải qua bị thương tổn rất là nhiều. Bởi vì bạn biết cái tổn thương là gì, cho đó bạn đang có cảm giác là mình rất là phòng vệ. Bản chất con người rất là tự nhiên là khi mà có gì khó khăn xảy ra thì tự kích hoạt cái tư tưởng phòng vệ bên trong mình rất là nhiều. Bởi vì đã trải qua một cái trải nghiệm rất là xấu, và các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi và sợ hãi với những xung đột xung quanh mình. Có thể là không phải đau đớn về mặt thể xác, nhưng vì mặt tinh thần thì đang bị tổn thương. Bạn co cụm lại, bạn không có cởi mở, cái sự ngây thơ và niềm tin vào cuộc sống không còn nữa. Mà thay vào đó là các bạn đang có tư tưởng phòng vệ và cảnh giác rất là cao. Nhưng mà lá bài này cũng khuyên các bạn rằng, bởi vì cuộc sống nó sẽ đem đến cho mình khó khăn, đặc biệt khi mà cái niềm hy vọng đi bị cắt đứt, thì các bạn phải nhớ là mình đừng bao giờ để cho mình phòng vệ mà tiến tới cái thời điểm bạn tiêu cực đến nỗi để cho mình lún sâu vào sự tuyệt vọng. Bạn nên biết là những gì mà bạn đang trải qua sẽ làm tổn thương bạn đó, nhưng nó cũng đồng thời sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Lá bài nó cũng kêu gọi các bạn là hãy tiếp tục tiến tới dù bất kỳ cái chuyện gì đang xảy ra. Muốn cầu hạnh phúc, cá nhân ai cũng cần hết các bạn, chứ không phải riêng gì mình. Bởi vì mình phải tìm cái hạnh phúc với chính mình. Ngay cả khi mọi người và mọi thứ dường như chống lại bạn, thì bạn đừng có từ bỏ bạn. Bên trong bạn đang ẩn giấu một nguồn lực mà bạn cần phải bộc phát ra bên ngoài. Và khi mà bạn sống rất là tử tế và lương thiện, nó sẽ đem cho bạn có nhiều khả năng để bạn kết nối với mọi người. Bạn nên nhớ là sự tử tế nó khác yếu đuối nha các bạn. Mình tử tế nhiều nhất có thể, chứ không phải là yếu đuối và sống trong tuyệt vọng. Bạn đừng có tự trách mình nữa, đừng có khắt khe với bản thân mình. Đừng bao giờ nghĩ là mình không xứng đáng trong cái cuộc tình để tiến tới những cuộc tình khác là không có được. Hãy cho phép bản thân mình dựa dẫm vào một cái gì khác, một gì đó tích cực nhất. Hãy luôn ghi nhớ rằng sức mạnh của mình sẽ trở lại. Mọi thứ đều có chu kỳ. Cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Bây giờ cái chuyện quá khứ mình bỏ ra một bên đi. Bởi vì có thể khi xưa các bạn đang bị thúc ép người yêu mình nhìn nhận quan điểm của họ dựa trên sự giận dữ và ép buộc. Bạn cần làm là mình phải tạo cho mình một cái phong thái nhẹ nhàng hơn, để mình có một cách thấu đáo về sự vội vã và hấp tấp có thể phá hủy cho mọi nỗ lực của bạn tìm kiếm người yêu. Lá bài 3 tiền này xuất hiện, đây là một cái dấu hiệu cho thấy là các bạn cần phải lập một kế hoạch hoặc chuẩn bị tinh thần để mình tiến tới với người mới. Bởi vì trước kia các bạn quá vội vàng để đẩy nhanh mọi thứ, do đó bản thân mình rất là mơ hồ về cái tình yêu cũ của mình. Bạn không có hiểu rõ người đó muốn gì và cần gì, và bạn cũng không biết mình muốn gì cần gì luôn. Xây dựng trên một cái tình yêu mơ hồ, do đó nó khả năng nó thất bại là điện đương nhiên rồi các bạn. Bây giờ bạn cần phải nghĩ thông suốt mọi thứ, xem xét xem cái khả năng và đảm bảo là bạn nên chú ý vào cái gì cho bản thân của mình, cần hoàn thiện và phát triển cái gì. Cái gì mà tiêu cực của mình thì nên loại bỏ, phát triển cái mặt tích cực của mình nhiều hơn. Hay học tập và phát triển bản thân của mình.
Tình yêu nó xây dựng trên sự tin tưởng, sự yêu thương, sự bao dung. Bạn có thấy là mình có thể làm được ba việc này hay không? Khi bạn phát triển cho mình trở thành là một cái người thật sự tốt, bước vào tình yêu, biết cho đi, biết bao dung và cũng như không có nghi kỵ, thì từ đó bạn đã sẵn sàng bước vào một mối tình khác, một người thực sự sẽ bước vào đời của các bạn. Bạn sẽ thu hút được những người tài giỏi và tạo ra một tình cảm thực sự là gắn kết. Ngoài ra, lá bài cũng khuyên các bạn là đừng có tự ti nữa, mà hãy tự hào vì chính bạn là bạn, hãy là chính mình và tự hào với những gì thành tựu của bạn có được, dù là nhỏ nhoi nhất có thể. Tuy nhiên, các bạn đừng có sao nhãng và lơ là bản thân của mình để cho mình lún sâu vào trong tuyệt vọng, cũng như lún sâu vào những cái thói hư tật xấu trong xã hội này. Hãy để cho sự kém cỏi và tệ hại nó ra đi các bạn. Bạn phải phát triển, đừng có chìm nghiệm trong cảnh sát khen ăn, tức ở hoặc ích kỷ nhỏ nhen nữa. Hãy nghĩ xa hơn về một cái mối tình thực sự. Cần một người có thái độ tốt, chứ không phải cần một cái người mà có thái độ xấu. Ai cũng muốn yêu một cái người mà có thái độ tốt với thân các bạn. Đây là cái thời điểm rất là tốt để các bạn gặp gỡ mọi người, đặc biệt là thông qua công việc. Do đó các bạn hãy siêng năng và lưu tâm nhiều hơn. Bởi vì mình trong cái môi trường công việc, hãy cư xử như thể là bạn xứng đáng với cái tiêu chuẩn của tất cả người yêu bạn mong muốn. Hãy nhớ là hãy đang tìm gặp gỡ và tìm hiểu họ kỹ càng hơn. Đừng có vội vã. Và hãy nhớ là tự tin, ngẩng cao đầu, hãy mình xứng đáng với những điều mình đáng có nha các bạn. Bởi vì tự ti, bạn sẽ thu hút người tự ti. Khi bạn tự tin, bạn thấy là mình xứng đáng với những cái mình có, thì những cái người đó sẽ đến với bạn, bởi vì bạn hoàn toàn xứng đáng để có được. Bây giờ các bạn nên tìm cái việc cơ hội để mình thay đổi cho cái việc giỏi nhất. Đừng cho phép bản thân của mình làm biến nữa các bạn. Bởi vì khi mà bạn chấp nhận thay đổi, thấy cái sai của mình đó, thì bạn hãy làm một cách từng bước tìm cái những giải pháp đơn giản nhất có thể để bạn hoàn thành đó, để bạn thấy mình là người hữu dụng. Từ đó mình thấy cái giá trị của bản thân mình thì mình mới thu hút được tình yêu. Lá bài cũng khuyên các bạn là nếu như mình thấy mình dở gì đó, mình không biết yêu làm sao, mình không biết ăn nói dịu dàng sao, hay mình không biết mình làm sao để cho mình không nóng giận, thì bạn cần nên tham khảo cũng như học những khóa học mà cảm thấy là mình có thể điều khiển được cái nội tâm của mình để cho mình sống và tốt đẹp hơn. Thì mình cũng sẽ để cái link mà các bạn có thể tham gia học cái lớp thấu hiểu nội tâm, cái file ghi âm á, các bạn có thể nghe để các bạn học hỏi thêm. Và trong tình yêu là các bạn sẽ gặp một cái người đang nghĩ về các bạn, và cái người này sẽ là một cái người rất là mới. Bạn có khả năng gặp họ thông qua công việc hoặc kinh doanh. Cái mối quan hệ của người này với bạn sẽ đem cho bạn một cảm giác rất an toàn và ổn định. Họ sẽ là nền tảng tích cực, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn rất là nhiều. Cái người này thuộc cung đất nha các bạn, như là ma kết, nè, kim ngưu hoặc là xử nữ. Và lá bài cho biết là cái người này nó đem một đến cho các bạn một cái sự phong phú và ổn định rất là nhiều. Đây là một cái người phần tài chính rất là tốt và cơ hội của họ thăng tiến trong sự nghiệp rất là cao. Và bạn rất là may mắn sẽ thấy là bạn tìm được trong cái mối quan hệ của mình một sự an toàn. Cảm giác an toàn này sẽ cho phép cả hai bạn rất độc lập và hân hoan trong cuộc sống của mình. Đồng thời cái an toàn này cũng cho bạn biết rằng bạn có sự hỗ trợ của một mối quan hệ vững chắc. Nó chỉ cho rằng đây là một cảm giác rất là hào hứng để các bạn có thể bước tiếp theo cái mối tình này. Tuy nhiên các bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn dành đủ cái thời gian để tìm hiểu đối tác của mình. Bởi vì cái mối quan hệ mới nó cần có thời gian và sự chú ý đi tiến triển. Bạn nhớ nha, bạn đừng có để cho sự tham lam, ích kỷ hay ghen tị có thể làm lung la cái mối quan hệ mới xuất hiện sau này. Đây là một trong những cái tật xấu của mình á. Ba lá bài đều nói các bạn phải chú ý cái vấn đề này hết á. Do đó các bạn phải cần lưu tâm đến nó một cách cụ thể nhất và kiếm những cái bước đi hành động để mình dẹp bỏ những cái thói xấu này. Khi bạn gặp những cái người này thì bạn nhớ nha, đừng có bao giờ bỏ lỡ cơ hội tình yêu của mình đó. Bởi vì bạn đã bị tổn thương rất là nhiều rồi, lúc này là lúc bạn nên ra ngoài và hẹn hò gặp những cái đối tác mới. Cái người này đang chờ bạn, các bạn hãy cố lên. Có thể bạn sẽ nhận được một cái tin nhắn của tình yêu từ họ thông qua cái môi trường làm việc. Và đây là một trong những cái tình huống rất là bất ngờ, làm cho bạn cảm thấy là mình
vô cùng mà vui sướng luôn á. Hãy nhớ nha, hãy thay đổi bản thân mình để gặp gỡ và xứng đáng với cái người xuất hiện này, một người thật sự trưởng thành và thành đạt. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ số 2. Các bạn có những lá bài sau đây. Đầu tiên là các bạn có lá Bali. Kế tiếp nữa là các bạn có lá The World. Và lá cuối cùng nữa là các bạn có lá King of One. Khi mà lá bài Bali này xuất hiện thì chứng tỏ đây là cái thời điểm bạn cảm thấy vô cùng phấn khởi luôn. Bạn bùng nổ năng lượng cháy bỏng trong tất cả cái việc mà cuộc sống xung quanh mình. Bạn ăn chơi tiệc tùng nè, tinh thần của bạn tràn trề năng lượng luôn. Bạn cảm thấy là mình đang giống như đang trên đỉnh của thế giới vậy đó. Bạn được ở bên cạnh với những người bạn thích. Bạn trải nghiệm những tình bạn rất là tốt. Những cái tình bạn này giúp bạn chia sẻ nhiều hơn, khiến cho bạn tin tưởng vào những cái người bạn rất là nhiều. Đây là cái thời điểm bạn sống với cộng đồng, với tình bạn, với xã hội. Bạn không có mãi mãi về tình yêu nữa. Bởi vì cái tình yêu đối với bạn khi xưa, bạn vừa trải qua một cái hành trình rất là đau khổ, bị tổn thương bởi vì người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của các bạn. Khi ấy bạn cũng biết là cái mối tình của mình thất bại là do cái người thứ ba đã xen vào cuộc tình cảm của hai người. Bởi vì cái người yêu của bạn thực sự cũng có tình cảm với người kia. Cái việc này rất là nguy hiểm và bạn đã mất cái bình tĩnh mà để xem xét lại cái vấn đề. Và khi ấy các bạn đã vướng vào cái mối tình tay ba mà cái người yêu của bạn có cảm tình với người khác. Và họ có cảm giác rất là hối lỗi khi mà cái việc đó sẽ xảy ra bởi vì không toàn tâm toàn ý với bạn. Bởi vì bạn cũng thiếu cái sự quan tâm đến họ nữa nên bạn phải vụt mắt họ rất là nhiều. Cái thời điểm này bạn đang tận hưởng cuộc sống rất là nhiều luôn á. Nhưng mà đây là một cái lá bài, cái năng lượng người cũ trở về nha các bạn. Cái người nghĩ các bạn chính là người yêu cũ của các bạn á. Bởi vì lá bài nó chỉ ra rằng có một người nào đó trong quá khứ của bạn có thể xuất hiện trở lại vào cuộc đời của bạn với tư cách một rất lãng mạn luôn. Cũng có thể chỉ ra rằng bạn sẽ nhận thấy là cái người đến với mình rất có tiềm năng. Sau một thời gian các bạn cô đơn lẻ bóng, các bạn rất là vui vẻ với chính bản thân mình, hòa đồng với xã hội rồi. Bạn tìm thấy chính bản thân của mình rồi. Nhưng các bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân của mình. Các bạn tiệc tùng vui vẻ. Các bạn đi chơi với người bạn, cái thân thiết của bạn. Do đó các bạn lưu ý là coi chừng mình bị sa đà quá mức vào tiệc tùng, hay là do cái tận hưởng bản thân của mình nhiều quá mà quên lưu ý đến sự ham mê quá mức này, có thể gây ra sự rất là tệ cho sức khỏe của các bạn. Do đó các bạn hãy cố gắng mà tiết chế mọi thứ lại nha. Và vấn đề mà người yêu cũ xuất hiện trở lại là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên các bạn có thể cảm nhận được cảm xúc này rất là nhiều. Bởi vì bạn biết là hiện tại bây giờ bạn đã phát triển bản thân mình rất là nhiều rồi. Nên khi bạn xuất hiện ở bất cứ nơi nào thì bạn luôn luôn được đón nhận hết đó. Bởi vì bạn cảm thấy là cảm giác và nội tâm của mình đang ở thế yên tĩnh và đơn giản nhất. So với cái việc quan giả mà điên khùng như hồi xưa khi bạn chìm đắm sau sự tổn thương khi người thứ ba xuất hiện. Bởi khi nào bạn thấy được là cái sự hạnh phúc chính là cái sự hợp nhất của mọi thứ đang hoạt động nhịp nhàng với nhau, không phải là một cách lặng lẽ mà cân bằng trong một cách biến động. Nó có một sự kết nối rất quan trọng để các bạn cảm thấy được hạnh phúc thực sự, được kết nối với những gì gắn bó với các bạn xung quanh hiện tại. Khi mà các bạn biết được rằng cái mục tiêu và đang tiến tới cái mục tiêu đó, và bởi vì bạn đã phải trải qua cái tổn thương đó, tổn thương mà yêu cũ có người thứ ba, thì các bạn cảm thấy lúc này bạn phải sống cho bản thân của mình. Bạn biết cống hiến và phục vụ cho cộng đồng rất là nhiều. Bởi vì bạn hiểu là cái cống hiến những gì mình có, nó chính là cái ngọn cồn của hạnh phúc thực sự. Tự nhiên bây giờ bạn phát triển quá rồi, bạn dẹp bỏ những cái quá khứ đau buồn, bạn sống chính bản thân mình, bạn cống hiến quá nhiều, thì người yêu cũ họ lại thấy bạn rất là đẹp, đẹp một cách lạ lùng luôn. Do đó họ muốn quay trở lại với các bạn và họ nghĩ với các bạn là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng cái việc này có thể tiến tới để gặp người yêu cũ nếu như các bạn muốn. Còn nếu không là các bạn cũng nên ngừng cái việc đó, cái gì qua hãy cho qua. Nếu như các bạn muốn trở lại với hạnh phúc xưa cũ thì bạn hãy xem là cái năng lượng của mình có còn có cảm xúc với họ hay không. Bạn có muốn trở về hay không? Câu trả lời hoàn toàn nằm ở phía bạn. Vì mình biết ở thời điểm này các bạn đã biết cái gì mình cần và muốn trong tình yêu rồi.
bạn không còn có lệ thuộc cảm xúc vào người khác nữa. Bạn biết yêu thương bản thân mình hơn. Bạn không có bị hệ lụy và cũng như tuyệt vọng rất là nhiều. Bạn đã vượt qua giai đoạn đó rồi. Bạn cảm thấy là bạn có một cái gia đình, bạn bè xung quanh rất là vui vẻ. Bạn đang rất hạnh phúc, thỏa mãn và thực sự cảm thấy là mình được cái vũ trụ ủng hộ mình. Ít nhất là bạn cảm thấy là mình có ích cho cái thế giới này, chứ không phải là vô dụng hay là đắm chìm trong đau khổ như ngày xưa nữa. Nói về mặt tâm linh thì các bạn đang tiến gần đến với con người thật sự của mình. Ở những cấp độ cao nhất, bạn thấu hiểu mình cần gì và muốn gì. Và có thể bạn sẽ gặp lại cái người này trong cuộc chiến du lịch, hoặc là các bạn đi đâu đó gặp lại cái người này trên chuyến hành trình của chính bạn. Một mối quan hệ nghiêm túc có thể sẽ xuất hiện. Đây là một cái mối quan hệ sẽ giúp cho bạn bước lên một cái tầm cao rất là mới. Chuyện tình cảm sẽ rất thú vị theo một hướng rất là tốt, bởi vì các bạn cảm thấy thoải mái với bản thân của mình, vui vẻ và cởi mở với những khả năng mà cuộc sống mang lại. Khi đó bạn hôn hút được một cái người tuyệt vời đến cuộc đời mình, nhất định là thật sự sẽ diễn ra nha các bạn. Và cái người yêu cũ các bạn có thể thuộc là các cung sau đây, gồm cung lửa là các cung Bạch Dương, Sư Tử hoặc Nhân Mã nha các bạn. Người có tính cách rất nhiệt tình, sôi nổi nè, bởi vì họ rất năng lượng, rất là dồi dào luôn đó. Và cái người này là một cái người rất là có uy quyền một cách tự nhiên như các bạn, kiểu là cái người tràn đầy năng lượng một cách rất tự nhiên, rất là sáng tạo luôn. Bởi vì cái người này rất giỏi mà khi thực hiện những cái gì mới, mà cái người này thể hiện bản thân của mình để đạt được những gì mà người này mong muốn. Cái sự sáng tạo là một cái gì rất là lớn luôn. Họ làm việc rất là tập trung và thực hiện mọi kế hoạch của mình rất là cụ thể luôn đó các bạn. Đây là một cái người biết tạo động lực cho những người xung quanh mình nè, biết dẫn đường cho phía trước nè, làm gương tốt cho những người khác, người ta là bắt chước hoặc làm theo. Và họ cũng không có lo lắng ý kiến người khác nói gì về mình luôn. Đặc biệt là họ dám khác biệt để mà sống đúng với con người của mình. Một người rất là trưởng thành, tự tin và mạnh mẽ, lạc quan lắm luôn các bạn. Một nhà lãnh đạo bẩm sinh nha. Nhưng mà các bạn muốn phù hợp với cái người này á, các bạn nên phải nhớ là đừng bao giờ đeo bám họ. Hoặc là mình bị thiếu thốn tình cảm, hoặc là mình thiếu thốn, mình không có độc lập về tài chính. Bởi vì cái người này rất là hôn hút bởi những người độc lập mạnh mẽ, và không bao giờ làm cái sự tự do của người này bị mất đi. Bởi vì đây là cái người rất là chó ngợp về mặt cảm xúc luôn á. Và các bạn lưu ý cái việc này, đây là cái một dấu hiệu là cái người này sẽ cắt đứt cảm xúc là khá đột ngột luôn. Và họ sẽ chạy trốn nếu như các bạn bị đeo bám mà các bạn làm cho họ bị cảm thấy là khó ở bên cạnh bạn, bị kiềm chế. Do đó các bạn nhớ những cái này ha, để cho bạn cảm thấy là mình hãy để cho người này tự do nếu như bạn muốn có một mối quan hệ lâu dài với họ. Thực sự đây là một cái điềm báo rất là tốt về người yêu cũ quay trở lại. Cái người nghĩ đến các bạn á, có thể là hồi xưa cho vướng vào cái mối tình tay ba, họ đồng thời đã có cảm tình với cả hai luôn. Nhưng mà do bạn thiếu sự quan tâm chăm sóc, bạn tự cao quá, tự đại quá, bạn phớt lờ, coi như bạn bỏ ở họ luôn. Cho đó họ phải chọn cái người kia thôi. Đây là cái họ điểm mà họ muốn quay về với các bạn. Và thông điệp là chúng ta sẽ quay trở lại thôi. Chúng ta nên để những cái chuyện cũ hãy qua đi. Chúng ta cần bỏ cho nó qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ và làm lại từ đầu. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ ba. Trong cái bài này các bạn có lá bài sau đây. Các bạn có lá The Dead, thần chết. Kế tiếp nữa là các bạn có lá Tám gậy. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn có lá Chính kiếm. Sau đây mình sẽ xin giải thích trải bài cho các bạn. Khi mà lá bài The Dead, cái chết xuất hiện, đây là một nguồn năng lượng thực sự rất là quá mạnh. Khi bạn nhìn cái hình ảnh đang tối chết chóc của bộ xương trên lá bài á, thì các bạn thấy rợn người ha. Đây là cái nỗi sợ hãi ẩn chứa trong chính của chúng ta, bí ẩn lớn nhất mà chẳng bao giờ chúng ta biết được hết á. Khi mà chúng ta giật ngừng lại nhìn cái thấy cái sự cái chết gần kề, bởi chúng ta thấy mọi thứ như hủy diệt rồi. Bạn nên nhớ cái chết không phải là cái kết cuối cùng, mà chính là cái sự chuyển mình sang một giai đoạn tiếp theo. Bản chất cuộc sống này là vĩnh cửu, cách này hay cách khác nó phát triển, chuyển động. Và để sống mà chúng ta phải kết thúc cái cũ để nhường đường cho cái mới tiến triển vào cuộc đời của các bạn.
nói là cái chết cho nó quá vậy, chứ thực sự trong bài tarot ấy, nó không có nói cái chết đâu các bạn. Bởi vì đây là mà không phải là cái duy nhất để mình hiểu được. Nó chính là khi mà cái xấu đã chết đi thì cái mới sẽ xuất hiện. Khi mà các bạn đã biết đem cái ánh sáng vào trong cái phòng tối của mình, để cho bóng tối nó dần dần đi ra xa, thì các bạn đã thấy được một cái tia hy vọng ở cuối đường hầm rồi. Vào ngay cái thời điểm này, cái sự buồn bã, cái sự miễn cưỡng khó tránh có thể diễn ra. Tuy nhiên các bạn cảm thấy là mình muốn có sự khuây khỏa và cảm giác muốn dứt khoát với những đau buồn này, thì lá bài cũng khuyên các bạn là nên quay về chính bản thân của mình, nội tại, nội tâm của mình là gì, để thấu hiểu họ hơn. Thì cũng như tủ bài 1, mình cũng chia sẻ cho các bạn một cái khóa học miễn phí. Mình có cái file ghi âm, mình để trong cái phần miêu tả. Các bạn hãy nghe và xem để thấu hiểu mình hơn, để biết mình phải nên từ bỏ những cái thứ gì không cần thiết trong cuộc sống của mình, để biết mình chấp nhận những cái tác động đến với cuộc sống mình là gì. Có những cái chuyện bất như ý không thể tránh khỏi sẽ xảy ra, nhưng quan trọng là cách bạn đối mặt đó như thế nào, quan điểm của bạn đó như thế nào. Bạn phải hiểu cái cội nguồn, cái đau khổ mình xuất hiện từ đâu. Đây là cách tốt nhất để cho các bạn có thể linh hoạt mà lèo lái cái vận mệnh của chính mình. Và chờ nó đưa với bạn đến đâu thì các bạn phải cần phát triển bản thân của mình rất là nhiều. Thì cái khóa học ở bên dưới nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều luôn á. Mình đã học cái khóa học này bởi vì bản thân mình cũng trải qua những cái tổn thương giống y chang các bạn vậy đó. Và mình đã tìm kiếm được những kiến thức rất là hay từ đó. Cái lá bài 8 gậy này xuất hiện, nó khiến cho các bạn phải biết đây là cái thời điểm các bạn phải bộc lộ bản thân của mình nhất có thể. Mọi yếu tố đều đang rất là sẵn sàng để cho diễn biến tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. Nếu bạn chần chừ, bạn không muốn phát triển mình, không muốn thấu hiểu mình là ai, đây là cái thời điểm bạn nắm bắt cơ hội. Những cái sự kiện sẽ bắt đầu xuất hiện ra rất là nhanh chóng. Nhưng như các bạn không có biết hoàn thiện bản thân mình, không có hiểu mình muốn gì, cần gì, thì tất cả nó sẽ trôi qua, nó sẽ thành bụi lắng xuống rất là nhanh thôi. Do đó bạn phải nên lập ra kế hoạch để mình phát triển bản thân của mình, cũng như đóng cửa lại những cái đau buồn khi xưa, để bạn tiến vào một kết cục mới, một cái hành động mới. Bởi vì đây là cái thời điểm bạn nên kết thúc rồi. Sớm hay muộn bạn phải nên đóng lại cánh cửa này, cánh cửa của sự đau buồn và tuyệt vọng. Đây là cái thời điểm bạn không còn có thể khả năng nào để cho mình rơi xuống đất thêm một lần nào nữa. Phải chấm dứt bất kỳ cái điều gì đang làm cho các bạn chùng xuống. Hãy chuẩn bị những sự kiện mới xảy ra. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều mới đến. Và cái người nghĩ đến cho các bạn là một cái người bạn vừa trải qua với chuyện tình cảm của họ rất là nhanh chóng. Khi bạn bị say mê và ám ảnh với người này rất là nhiều, và bạn gặp cái người này trong một cái kỳ nghỉ hoặc du lịch, bởi vì các bạn đã có một khoảng thời gian rất thú vị bên nhau, cái sự mê đắm và cuốn hút với nhau rất là nhiều. Nó đang có một cảm giác yêu đương, phấn khích, tình dục và đam mê rất là cao luôn. Tình cảm của hai bạn tiến độ rất là nhanh. Các bạn phải nhớ là xem là những cái người mà xuất hiện các bạn nhanh như vậy, cái thời điểm tình cảm nó chớp nhoáng vậy, đam mê về tình dục đó, thì chính cái người đang nghĩ với các bạn nha các bạn. Bạn hãy suy xét lại, cái người này có thể thuộc về cung lửa như là nhân mã, sư tử, hả, bạch dương. Các bạn chú ý với những người này ha. Một người rất là nhiệt tình nè, sôi nổi nè, tràn đầy năng lượng luôn các bạn. Và bạn chỉ có thể giữ được tình cảm của người này nếu như các bạn biết bỏ ra cái năng lượng tiêu cực của mình. Bởi bạn đang sống trong sự sợ hãi, lo lắng, vô vọng và tuyệt vọng rất là nhiều. Lá bài này xuất hiện, chính kiếm, nó nói rằng bạn đã có một cuộc sống rất là tồi tệ, bạn để cho những cảm xúc tiêu cực chiếm lấy toàn bộ cái tồn tại của mình luôn á. Bạn có cảm thấy quá tải không khi bạn trong cái tình huống này? Bởi vì các bạn đã trải qua cái việc quá lo lắng và đau buồn rồi. Đây là cái thời điểm bạn phải xem xét kỹ điều gì đang làm phiền bạn, và xác định xem là liệu bạn có đang vượt qua nó được hay không mới là quan trọng nhất. Mình không biết là khi xưa các bạn có làm lỗi với ai gì không, nhưng mà sao cảm giác bị đau khổ về tinh thần này, hối hận và tội lỗi rất là nhiều luôn á. Là các bạn đã trải qua một mối tình không chung thủy, lừa dối à, gây hại cho mối quan hệ của các bạn. Đây là một cái dấu hiệu là có sự lạm dụng và bắt nạt, đau khổ về tinh thần và cảm xúc đi rất là nhiều luôn.
bạn nên phải vượt qua cái giai đoạn căng thẳng này các bạn ơi. Có thể các bạn đang bị mắc rối chứng lậu lo âu về nội tiết tố luôn á. Nó khiến cho các bạn gặp thử thách rất là nhiều luôn. Các bạn cho thấy là các bạn đang ở trong một cái quá khứ rất là tội lỗi liên quan đến những cái mối quan hệ quá khứ lấn át bạn rất là nhiều, khiến cho bạn cảm thấy bất hạnh rất là sâu sắc. Mà bạn lại ngược lắm, bạn lại muốn mình có thể quay lại cái quá khứ đó, quá khứ đau buồn làm cho bạn tổn thương. Cái điều bạn muốn thay đổi là thay đổi quá khứ. Tại sao vậy? Bạn phải biết là mình phải thay đổi không có được đâu. Do đó các bạn phải tìm cách để các bạn lấy cái bài học đó, các bạn bước tiếp. Cái tương lai sẽ mở ra cho các bạn. Và lá bài này, đừng có để cho mình đắm chìm trong những cái tội lỗi, cái tiêu cực và những lời đàm tiếu nữa các bạn ơi. Bởi vì cái nỗi đau này chính là cái nỗi đau do các bạn tự tạo ra cho chính mình thôi. Cái sự đau đớn các bạn tự đặt cho chính mình là nỗi sợ hãi, nghi ngờ bao trùm xung quanh các bạn luôn. Các bạn nên biết là những gì bạn cần làm chưa, liệu mọi thứ đó diễn ra ổn thỏa. Bạn phải suy nghĩ là cái gì mình phải làm để thổi lọc bỏ cái suy nghĩ tích cực này ra khỏi cuộc sống của mình. Đây là cái thời điểm phải bỏ qua cái quá khứ đi các bạn ơi, đừng có níu kéo nó nữa. Có dấu hiệu là hình như là các bạn gặp một mối tình chóng váng chỉ để giải quyết nhu cầu tình dục hay sao á. Cái hay bạn gặp một cái người mới, bạn sẽ thích bị cuốn vào cái vấn đề thể xác nhiều hơn, bị lôi cuốn và ngập chìm trong cái niềm tin là vẻ bề ngoài nè, về cái sự tin tưởng các bạn không có. Tại sao các bạn phải nhớ là đừng có quá vội vã trong mối quan hệ tình cảm. Các bạn phải cần thời gian để cho mối tình yêu mình phát triển một cách bền vững. Nó cần có sự chăm bón, có niềm tin, tạo giá trị cho nhau. Đây một trải bài rất là buồn, mình không muốn xem cho các bạn luôn á, nhưng mà mình phải xem để các bạn thấy là mình phải cần sống tốt hơn. Hãy tận hưởng những điều bình dị mà cuộc sống đem lại cho bạn ha. Và trải bài cũng khuyên là các bạn hãy nên ra ngoài hẹn hò nhiều hơn. Hãy gặp một cái người để giúp cho các bạn trở lại cuộc sống này. Hãy lên kế hoạch phát triển bản thân mình đi ha các bạn. Và các bạn cũng sẽ nhận được một cái tin tức rất bất ngờ từ một người ai đó. Khi mà các bạn biết chuyển đổi bản thân của mình thì bạn mới nhận được tin tức này nha. Một tin tức rất là tốt đẹp. Và có thể cái người này sẽ gửi tin nhắn cho các bạn để họ nói là họ yêu bạn, họ nhớ bạn. Mình mong là các bạn vượt qua những cái nỗi buồn của quá khứ, hãy tiến vào tương lai khi phát triển được bản thân mình. Thì tình yêu sẽ xuất hiện. Và cái người nghĩ đến các bạn là chính là cái mối tình